Góc nhỏ bên đời xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả chuyện dài Xóm Chùa của tác giả Alan Bảo Phán qua giọng đọc Kim Hoa. Tuổi thơ thật đẹp phải không quý anh chị em? Có bao giờ chúng ta lắng động tâm hồn để một thoáng nhìn lại tuổi thơ hồn nhiên? Sau đây, xin mời quý anh chị em theo dõi kỳ 1 của truyện dài Xóm Chùa. Chúng tôi sẽ cố gắng đăng tải mỗi tuần một kỳ. Chương 1. Tiếng ồn ào gọi ơi ới của đám thanh thiếu niên ngoài ngõ làm Hòa giật mình. Nó buông vội chén cơm, vội vàng chạy ra cổng. Năm ba đứa con trai loi choi mới lớn, quần đùi ở trần trùng trục, đồng thanh la to: Ê Hoa, có ông già người Tàu chơi cờ tướng ăn sạch hết tiền anh em kìa. Hoa mở to mắt tỏ vẻ thích thú: Thiệt không? Ông đang đâu vậy? Cả đám bạn nó nhao nhao: Ở ngay sân chùa chứ đâu, mày ra chơi thử với ổng đi. Hòa trả lời: Được rồi, đợi tao một xí. Nói xong, Hòa chạy vội đến lu nước mưa. Nó thọc cả hai tay vào, rồi tát nước vào mặt, rửa thật nhanh. Hòa nhanh chóng chạy vụt theo đám bạn, mặc cho mẹ nó gọi giật lại vì nó chưa ăn cơm xong. Buổi tỉ thí cờ độ hôm đó đã ngốn hết tất cả tiền dành dụm ăn sáng của Hòa và đám bạn. Ông già Tàu sau khi bỏ tiền vào túi nhìn Hòa với đôi mắt dạy dỗ: Nè, ngủ loi cho mà nghe, trình độ cờ của Lý còn thấp lắm. Về học lại đi, đừng có ngựa non hao đá, coi chừng lọi giò đó. Hòa nghẹn họng, tức lộn ruột, nhưng nó tức và buồn hơn vì đã làm thất vọng đám bạn cùng xóm. Nhìn ông già cười ha hả, tay ôm bình rượu, bước nhanh ra khỏi xóm. Cả đám tiêu nghỉu, nghẹn ngào, ai về nhà nấy. Hòa thì không về thẳng nhà. Nó lang thang chung quanh hai building Pháp, rồi ra cột điện ngã ba xóm, ngồi ngắm thiên hạ qua lại. Xóm Chùa là một trong ba xóm nằm trong vùng đất cao, bao quanh bởi bốn con đường: Nguyễn Đình Chiểu, Hồng Thập Tự, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đinh Tiên Hoàng. Nhà ngoại của Hòa và căn nhà đối diện nằm ngay ngã ba khu vực đất đỏ, cạnh hai building Pháp. Nghe đâu bọn trẻ ở xóm Chùa gọi là xóm trên, dù rằng cả hai xóm đều có chung con hẻm thông ra đường Đinh Tiên Hoàng. Giáp giới với đường Hồng Thập Tự là xóm Bà Đồng. Lý do dễ hiểu vì ở đó có Bà Đồng và gia đình hàng chục con cái cháu chít định cư từ thuở 54. Trời đã chạng vạng tối, đang mân mê ngắm những viên sỏi đất đỏ hình dáng kỳ dị. Hòa bỗng giật mình vì bàn tay thằng Nam đập mạnh lên vai nó. Ê, làm gì ngồi đây một mình vậy mày? Chút nữa cúp điện đem đàn ra chơi nha. Hòa trả lời: Tao thua độ cờ tướng, ngồi đây chơi một tí. Thằng Nam cao lớn nhìn có vẻ lai lai, có nụ cười thật đẻo, nhìn Hòa trêu chọc: Mày mà đánh lại ai, xạo hoài. Có mới nói nghe mày. Hòa không trả lời ngay,
Nó nhìn đăm đăm vào khuôn mặt hao hao Tây Phương của Nam, rồi gằn giọng. Mày đó, biết cái cóc khô gì mà nói, câm cái mồm mày lại đi. Biết Hòa đang quạo và cũng không muốn mất đi người bạn đàn guitar cho những buổi tối cúp điện, Nam cười trừ. Giỡn tí thôi mày, làm gì dữ vậy? Lúc đó, đèn điện chợt tắt vụt, tiếng hàng xóm nheo nheo. Cúp điện rồi bà con ơi! Rồi ánh đèn dầu của hàng trăm căn nhà khu xóm được thắp lên. Con Hiền, em thằng Nam, từ trong hàng rào biêu đình bước đến. Anh Nam, má kêu anh về sửa cái chuồng heo kìa. Má sợ cúp điện, đám heo con nó chạy mất tiêu. Hòa bật cười sằng sặc, khoái chí nói. Thôi, về cho heo ăn đi. Rảnh, chút ra ca bolero với tao. Con Hiền lườm Hòa rồi nói. Khi nào sửa chuồng heo xong, thì anh Nam mới được ra chơi. Nói xong, nó bước vội theo chân thằng Nam. Nhìn theo bóng con Hiền, Hòa tự nhủ. Chà, mới hôm nào, con Hiền còn ốm khẳng khiu, chơi lò cò. Mà bây giờ, trổ mã con gái, nhìn không ra luôn. Tuy cùng tuổi 16 với nhau, trong khi thằng Hòa vẫn còn xà lọn đá banh, thì con Hiền đã áo dài tha thướt, tóc chảy mượt mà. Bởi vậy, không ít các anh lớn hơn trong xóm lúc nào cũng lăng xăng, buông lời trêu chọc. Ngôi chùa nhỏ nằm ngay trung tâm của xóm. Bên cạnh là khoảng sân xi măng khá rộng, loang lổ những vết nứt. Hòa ngồi chồm hổm trên vệ của một bức tường xây dang dở cùng bốn đứa trong xóm. Đội tuyển, năm đứa banh mũ, thường tụ tập trước sân chùa. Chúng đang xì xào to nhỏ, bàn mưu tính kế cho buổi đá độ chiều nay. Với vẻ mặt trịnh trọng, thằng Long, hậu vệ lớn nhất trong đám, nó cất giọng khàn đục, bệ tiếng như vịt bầu. Nè, tao nói trước, trận này mình phải thắng vì độ ngon, đủ cho anh em có một chầu bò bía và nước mía. Tụi mày phải ráng tập trung tinh thần ngang. Thằng Lê, tên Đạo, là em của Long, liền ngắt lời. Anh cứ lo thủ cho chắc đi. Hàng trên đã có em và thằng Hòa lo rồi. Mấy đứa còn lại gật gù tỏ vẻ đồng ý. Bất chợt, Minh Con là thằng trắng trẻo nhất trong bọn lớn tiếng hỏi. Ủa, nhưng banh đâu mà đá? Hòa nhìn nó ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì? Vậy chứ trái banh hôm trước đâu rồi? Không phải mày mang về nhà cất à? Minh trả lời. Trái banh đó tét làm hai rồi cha. Bây giờ mình phải hùng tiền mua lại trái mới thôi. Cả bọn, sau khi mỗi đứa vắt óc năn nỉ mượn tiền của người nhà, chúng đã mua được một trái banh mới. Trận đá banh diễn ra kịch liệt bên một lề đường đất khá rộng, nằm sát sân vận động Hoa Lư. Dòng người đi xe đạp nhiều hơn xe máy, thỉnh thoảng tắc nghẽn vì trái banh văng ra đường. Vài người bị trái banh văng trúng, nghiến răng, tức giận, chửi đổng. Cái lũ mất dạy, còn cái nhà ai không biết.
Vài người khác thì bỏ xe, nhảy xuống, chạy dí bắt bọn trẻ. Nhưng bao giờ chúng cũng nhanh chân, biến mất vào những ngã rẽ của xóm. Chờ khách đi đường bỏ đi, chúng lại trở lại tiếp tục trận bóng. Càng về chiều, khán giả lớn nhỏ trong xóm đổ ra xem càng đông. Bất chợt, thằng Tân lớn, nổi tiếng du côn, mất dạy nhất xóm, tự nhiên vạch quần đái tè tè vào gốc cây bên đường. Phụ nữ đi đường hốt hoảng kêu lớn, rồi che mặt lại. Khách đi đường là thanh niên và đàn ông thì tức giận ùa nhau chạy bắt thằng Tân. Bọn trẻ thấy vậy cũng sợ hãi, chạy tan tác vào xóm. Hòa cũng nhanh chân trốn vào chánh điện nhà chùa, nằm sâu trong hẻm. Lát sau, Hòa len lén chạy về nhà, đi thẳng vào buồng bà ngoại. Nó đắp mền kín mít, chờ mẹ nó kêu ra ăn cơm. Cuối tuần hôm đó, Hòa ngoan ngoãn ở nhà học bài. Học xong, nó chỉ vẩn vơ trước cây vú sữa nhà bác Năm đầu xóm. Mùa này, vú sữa chín mọng. Hòa đứng dưới nhìn lên, thèm thuồng. Bỗng tiếng chị Thuần nhỏ nhẹ từ hiên nhà. Muốn hái vú sữa phải không? Hòa đánh trống lảng. Vú sữa chín quá trời chị ha. Chị Thuần mỉm cười, không nói, bước vào nhà. Một lát sau, chị đem ra một cái cây thật dài. Đầu cây có một bầu tròn như cây rọ. Chị bước ra nhịp nhàng hái hàng chục trái. Hòa cũng bước theo, tay cầm chiếc rổ, lượm bỏ từng trái vào. Chị Thuần là con gái út của bác Năm, nổi tiếng dễ thương, nhất nhì xóm chùa. Chị dong dỏng cao, thân hình phát triển đầy đặn, bộ ngực tràn đầy nhựa sống. Có nhiều lần, thằng Quang đầu bò, thuộc loại dê đạo lộ, canh me lúc chị chăm chú cúi lượm vú sữa. Nó mở mắt trừng trừng, chăm chăm nhìn vào bộ ngực căng tròn của chị, miệng cứ há hốc ra. Lần đó, Hòa tình cờ bắt gặp, nó liền la lớn. Chị Thuần, thằng Quang đang nhìn vào ngực chị kìa. Chị Thuần giật mình, bẽn lẽn, rồi vội vàng đứng lên, lấy tay che ngực, vội vã đi vào nhà. Thằng Quang tức lắm, nó liền ký đầu Hòa mấy cái. Tuy tức, nhưng thằng Hòa không dám đánh lại, vì thằng Quang lớn tuổi hơn và cũng cao to hơn Hòa nhiều. Thế là Hòa hét ầm lên. Chị Thuần ơi, thằng Quang nó đánh em nè. Chị Thuần từ trong nhà bước ra, sẵn giọng. Sao ỷ lớn mà đánh nhỏ vậy? Không biết xấu hổ hả? Thằng Quang nhe hàm răng cười nham nhở. Ai biểu nó nhiều chuyện. Chị Thuần không nhìn thằng Quang, nắm tay Hòa an ủi. Thôi đi chợ với chị, khi nào chị gặp bác Hai, má thằng Quang, chị mét cho. Con hẻm đất đỏ chạy ra đường Nguyễn Đình Chiểu, đất đá ngổn ngang. Chiếc xe đạp Hòa chở chị Thuần cứ nhồi lên rớt xuống vì dốc đứng gập ghềnh. Thỉnh thoảng, bộ ngực chị Thuần lại chạm nhẹ vào lưng Hòa. Một cảm giác lạ lạ, khoái cảm chạy dọc xương sống.
khiến thằng Hòa lâng lâng. Nó thầm nghĩ, chà, ước gì được chở chị Thuần mỗi ngày như vậy hen. Ở cái tuổi mới lớn như nó, con gái là một sinh vật vừa hấp dẫn, vừa lạ lùng. Đêm nay cúp điện sớm, thời tiết oi bức nóng nực. Mọi người trong xóm, ai cũng ra trước sân ngồi tán dóc. Có nhà thì tụng năm tụng bảy, ngồi kể chuyện ma. Có nhà thì tụ họp chung quanh nồi chè nấu hồi chiều. Vài người nôn nóng, tay cầm quạt mo phe phẩy, đi ra đi vô lẩm bẩm. Không biết hôm nay có mở điện đúng giờ không nữa, nóng quá. Bên kia building, bà Trường, má con Lan, Bắc Kỳ, vẫn gào thét mắng con. Ôi giời ơi, con gái mới nước mắt ra, mà đã theo dai rồi. Để bà đánh cho mày chừa cái tật. Bà Trường, tay cầm chổi lông gà, quất con Lan liên tục. Cảnh này đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Hàng xóm xem nhiều lần rồi cũng quen. Con Lan Bắc Kỳ cũng tỉnh bơ. Nó biết mẹ nó chỉ la hét một hồi, rồi đâu cũng vào đó. Ngày mai cả gia đình nó lại vui vẻ trở lại bên nhau. Hòa đang tụ tập cùng bọn xóm trên ở cột điện ngã ba sát bên nhà con Lan. Lúc này, thằng Nam đang nghêu ngao bài hát: đời tôi cô đơn, nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn, nên yêu ai cũng không thành. Thằng Hòa vừa đập thùng, vừa rải đàn bolero, rất điệu nghệ. Con Lan Bắc Kỳ đã lặng lẽ nhập bọn từ lúc nào. Nó chen đẩy thằng Cường ra, tay giơ lên nói lớn: ấy ấy, cho tao hát với. Thằng Cường ở nhà đối diện nhà Hòa nhã nhặn hỏi: thế mày hát bài gì? Con Lan không do dự trả lời ngay: chuyện nàng trinh nữ tên Thi. Thằng Nam lúc này đã hát xong, nửa đùa nửa thật: hay mày đổi thành chuyện nàng trinh nữ tên Lan đi. Thằng Hòa vỗ thùng đàn bành bạch ba tiếng, rồi ra hiệu cho con Lan vô nhịp. Thế là bọn trẻ, thành thiếu niên, cả nam lẫn nữ, quây quần văn nghệ tưng bừng. Tiếng người nói, tiếng chó sủa, tiếng nhạc, tiếng xe chạy hòa lẫn với giọng hát trong đêm tối không đèn. Tất cả tạo ra một khung cảnh giao thời ngộ nghĩnh sau năm 1975, giữa tối và sáng, giữa Bắc Kỳ và Nam Kỳ.